Hai, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Sơn Đông quận 7, với địa chỉ là 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và như mọi người cũng biết thì trong trang trí nội thất gỗ, lục bịch là vật phẩm dùng để chiêu tài lộc và giữ tài lộc cho gia chủ. Hình dáng của bình vô cùng đa dạng và phong phú, có thể trưng bày ở nhiều nơi. Lục bình gỗ được yêu thích bởi vẻ đẹp mộc mạc và nét vân thiên biến vạn hóa không theo bất kỳ quy luật nào của nó. Dù có nhiều biến thể khác nhau như bình gỗ tỏi, bình phay nghệ thuật hay bình tỳ bà vân vân, những đặc điểm chung của bình là phía trên đầu của bình mở rộng, cổ bình thắt lại, thân bình phình to ra. Ý nghĩa là đầu mở to để thu hút thịnh vượng và may mắn vào bên trong, thân bình phình to để lưu giữ và cổ bình nhỏ để không bay mọi thứ ra ngoài, giữ lại mọi thứ cho gia chủ. Với video clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người 3 mẫu lục bình được làm từ chất liệu gỗ lim và gỗ hương tự nhiên cao cấp, với những đường cận ốc vô cùng đẹp và tinh tế. Sau đây thì mình xin mọi người đi vào chi tiết từng sản phẩm để biết về kích thước cũng như giá cả của từng cặp lục bình nhé. Bình đầu tiên mình muốn giới thiệu đến mọi người với một kích thước tương đối nhỏ là 35cm. Với thiết kế vô cùng hài hòa và tinh tế, vô cùng cuốn hút và bắt mắt, làm cho không gian phòng khách của chúng ta trở nên đẹp hơn. Với chất liệu là từ gỗ hương tự nhiên cao cấp, với những đường vân gỗ dày mịn chạy đều trên mặt gỗ, rất đẹp và cuốn hút. Mẫu sản phẩm này được bán với mức giá niêm yết là 1.150.000 đồng. Với phần cận ốc, được những nghệ nhân Sơn Đông chúng tôi gia công vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng. À, mẫu lục bình thứ hai mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là mẫu lục bình tỳ bà cẩn ốc, được làm từ chất liệu gỗ lim tự nhiên cao cấp, một chất liệu gỗ vô cùng chắc chắn, chống mối mọt cong vênh cao, với phần miệng bình uốn lượn vô cùng sinh động và sắc sảo. Phần chân bình được chúng tôi cách điệu, nhìn vào rất là cuốn hút. Lục bình tỳ bà với ý nghĩa là sự vững chắc, trường thọ cũng như là mong muốn được ổn định trong cuộc sống. Khi chưng nó trong lại phong thủy vô cùng tốt cho gia chủ, cũng như là làm đẹp thêm cho không gian phòng khách của các bạn. Một hũ trong này, phần cận ốc vô cùng tinh tế và sống động, đúng là một tất cả mọi người. Và mẫu lục bình cuối cùng mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là mẫu lục bình được làm từ gỗ lim, với cũng với kích thước là 40cm cao, nhưng với chiều ngang rộng của bình to hơn so với hai mẫu trước mình đã giới thiệu. Mẫu này được bán với mức giá niêm yết là 1.700.000 đồng, cũng được làm từ chất liệu gỗ lim tự nhiên cao cấp. Phần miệng bình được chúng tôi gia công uốn lượn vô cùng tinh tế và cẩn thận, những đường cận ốc vô cùng kỹ lưỡng và sắc sảo. Khi mua hàng của chúng tôi thì các bạn sẽ được bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn và cam kết một đổi một trong vòng 30 ngày sử dụng đầu tiên, cũng như là cam kết đúng chất liệu gỗ cho quý vị. Các bạn hãy gọi vào số hotline 0869 018 768 để được nhân viên của Sơn Đông tư vấn trực tiếp và miễn phí. Bên mình thì có chế độ free ship nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang cũng như một số tỉnh lân cận khác. Sơn Đông với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, nhiều chi nhánh từ Bắc đến Nam cùng với hai xưởng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai sẽ cam kết chất lượng, uy tín cho mọi người. Và video clip của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Bye bye!